em vừa test thử cặp loa BMB252V. Dòng loa này thì chắc là em cũng không phải review và giới thiệu. Dòng loa này em cũng bán rất là nhiều rồi. Nhưng mà đây là dòng loa, cặp loa gọi là siêu đẹp. Và nó là dòng loa gần như dạng tuyệt chủng, siêu hiếm. Đấy, một từ là siêu hiếm luôn các bác nhá. Nếu đẹp như này, và chất như này thì kể cả như ngọc quang bảo kiếm những đôi nữa rất là khó, từ cực kỳ là khó. Mua loại gì thì mua, chứ mua BMB252V mà đẹp như này thì kể cả như em cũng rất là khó săn nổ. Và cặp loa này sẽ chuyển về Thái Bình cho bác khách chơi sản phẩm loa huyền thoại, đó là 252V, được sản xuất tại Nhật Bản và đẹp xuất sắc này, cũng cực hiếm. Em thông báo rồi tại sao em không lên sóng, vì thi thoảng chỉ có một đôi vài đôi thôi, rất là hiếm. Và cái điều quan trọng hơn nữa là những cặp 450C thì bên em rất nhiều, và hôm nay buổi sớm ngày hôm nay sẽ là 4 đôi 450C sẽ trả đơn các bác ở các tỉnh. Đấy, 450C đẹp xuất sắc, và cũng thông báo với các bác là 450C xuất sắc không điểm trừ, gọi là hàng tuyển bên em là vẫn 5.500.000, còn cái sản phẩm hàng nó xấu thì nó rẻ đi hàng triệu đồng các bác nhá. Em cũng đang có vài đôi sẽ lên sóng với các bác sớm hơn, nhưng vẫn đảm bảo với các bác là loa bát, loa tép zin và đẹp. Đấy, nhưng nó có những cái điểm không ưng ý trên những cặp loa đó thì em sẽ là hàng gần như hàng gọi là lướt hai ấy, để bán cho những bác nào thích rẻ nhưng chất âm vẫn hay và ok. Những bác không cầu kỳ kỹ quá đến hình thức mỹ mãn thì nên mua những cặp loa 450C với giá chỉ giá 4 triệu thôi. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo hai số máy trên tấm biển màu xanh này. Một lần nữa Ngọc Quang Bắc Giang xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.